Liên quan đến việc nữ hành khách Lê Thị Hiền là cán bộ công an quận Đống Đa gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất đang được dư luận quan tâm. Trao đổi với phóng viên Chuyển động 24 giờ, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo trưởng công an quận Đống Đa đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ cán bộ này kể từ ngày hôm nay. Theo Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, sự việc trên không chỉ gây mất an ninh trật tự sân bay mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng công an nhân dân. Cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ để có căn cứ xử lý. Được biết, bà Lê Thị Hiền là cán bộ xử lý hành chính của đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh thuộc Công an quận Đống Đa, Hà Nội. Trước đó, thì đồn công an sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã quyết định xử phạt hành chính người này số tiền là 200.000 đồng do gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thái độ tao nói mày năn nỉ mày, mày không cho bố ấy phải nói câu này như thế đấy. Mày ấy, cái loại mày đi ra ngoài người ta ngồi khác ấy, người ta bả vào mặt mày. Thôi thế nào được, tôi có phải vạch mặt, một ngày tôi phải chạy 5 triệu Facebook cho con này, chồng ấy chồng, mà có qua mày phải ra gì thật. Đi ra ngoài đi, để tôi tự giải quyết. Sống cái kiểu như thế chấp nhận được. Yêu cầu nó nhỏ lại đi. Mình yêu cầu được, không có gì cả. Đây là gây lỗi trật tự, không phải là cái gì cả. Việc của anh à? Sao không việc của tôi? Hỏng hết à? Việc của chúng tôi ở đây đấy. Chúng tôi, anh làm gì được anh làm đi. Việc chúng tôi đánh đây. Tôi đi. Tôi đề nghị chị nói nhỏ lại. Tôi nói được vì giọng tôi to. Tôi phải đánh to nói lớn. Chị đi đây, tôi bắt loa chị. Ờ, bác ở đây mượn hộ tôi. Đưa đây luôn đi. Tôi cứ đứng ở đây, tôi phải lấy quyền lợi của tôi, hàng hóa tôi đang đây. Tóm lại là bây giờ đưa vé cho tôi đi. Có đưa không? Đưa vé cho tôi đi. Hàng tôi đủ cân rồi, tôi xách vali này tự đi. Bây giờ chị khách nhận chị khách vali đó đúng không ạ? Tao tự khách đi. Em sợ. Tao người dân tộc, tao phải tao này, tao để tôi với anh chị được. Tao người dân tộc. Bây giờ là chị gửi hai kiện này thôi đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Đưa về đây, tao tự xách vé đi. Em nhờ vả thằng nào nữa? Bố mày có tay có chân tự đi được đấy. Bố mày nói chuyện sau. Mặt đã xấu lại còn ngu. Chị xúc phạm nhân viên là sao? Bà Sida một tao cứ nói chung chung với biết xúc phạm ai? Bà Sida còn mồm thối. Chị nói nhỏ. Nói chung đi. Chung như thế thôi. Chị nói nhỏ lại. Tôi chả nói được. Tôi là người dân tộc. Tôi ăn to nói lớn thì tôi rất quen rồi. Hay chị không chấp hành là tí tụi em khống chế nha. Em nhắc trước á. Bây giờ chảy nước đái. Lấy cái bỉm của con tao dính vào mắt rồi. Mù mắt đi. Đứng lên đi con, đứng lên đi cô nhéo ngã đi. Thái độ.